đâu là cái combo lo được anh em ưa thích nhất? Đây, sau lưng mình đây, một cái combo lo đến từ Nanomax. Nanomax Pro 369 được sở hữu cho anh em một cái con lo nhìn nó hầm hố, nó hoành tráng, to khủng khiếp luôn. Ngang 1m2, cao lên 1m và sâu vô 6 tấc là kích thước của cái con này. Có cái nắp đậy bảo vệ cho anh em nha. À, nhìn rất là sang này. Đằng sau cái nắp đậy này anh em sẽ có là ba cái thước. Với cái thước vang số, 4 chế độ hát. Anh em chơi thể loại gì nhạc chơi cũng được hết. Bolero, nhạc trẻ cải lương, rồi tân cổ giao duyên, rồi rất chung nhạc trẻ gì nó chơi cũng được hết. Đằng sau đó là anh em sẽ có là một cái con đẩy hai kênh 56 sò Toshiba Nhật Bản, công suất rất lớn, đẩy cho anh em ra một cặp bát 5 tấc con 100 từ 220. Nhìn cái cặp bát thôi là thấy uy tín rồi đúng không? À, này, ngon lành cành đào. Rồi, ở đây anh em sẽ có là cái họng chép array với chép 450. Rồi, ở đây trên này thì mình vừa nói cho anh em về hớt vang số cũng như là hớt hớt đẩy rồi, chỉ còn hớt micro thôi. Nói về micro của Nanomax thì anh em sẽ được tặng kèm một cái hớt micro. Một cái cây micro đây, 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 lấy ra anh em. Này, đã chưa? Quá đẹp. Với combo này hiện tại bên mình đang để cho anh em với giá là 33,7. Mức giá này thì nếu như nó rẻ thì cũng không quá rẻ, mà nếu như nó mắc thì nó cũng không quá đắt. Bởi vì á, với một cái con lo mà công suất lớn như vậy và đến từ một cái thương hiệu lâu đời như Nanomax thì nó hoàn toàn rẻ. Anh em sở hữu cái con này, anh em sẽ được cái niềm tự hào khi mà ai đó hỏi thăm về cái thương hiệu này. Nanomax là một trong những thương hiệu nó quá lớn trên thị trường, nó sẽ cho anh em được về cái chất âm và cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ nếu như anh em muốn sở hữu cái con lo này, muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì có thể là lên cái kênh của mình có rất là nhiều cái video review chi tiết về cái con lo này. Còn nếu như anh em muốn chốt đơn, chỉ có cách là ới ở liền cho mình sẽ tư vấn và giao hàng tới tận nhà anh em luôn nha.